thường đi lên nhà Chúa, thường đi lên nhà Chúa, Chúa ơi, cùng thánh ngài ngơi bao huyền diệu, ngân ngây trong cõi lòng. Lạy Chúa con mơ ước ngày đêm, tiệm chung mang tiếng hoan hiếp dâng đời. Chúa ơi, cùng giữa nhà Chúa vui dương nhường. Gọi con lên hàng nghĩa thiên, tâm tư con gieo vang ca mừng. Từng bước đời thần hiến con đây, dâng Chúa tình yêu giữ cho vẹn toàn. Con tin rằng đấng theo Chúa tôi hằng sống, và ngày tận thế tôi sẽ đấng sống lại. Và trong thân thế này tôi sẽ được chiêm ngưỡng đấng cứu Chúa tôi. Đức Kitô nguồn hy vọng vinh quang, nguồn sống vui muôn đời, âm ủ lòng tôi tha thiết chờ mong. Ngài là sức mạnh của tôi, Ngài là phúc diệu cả mới, đấng tôi tôn thờ một niềm cảm mến vô biên. Tôi tin rằng đấng cứu Chúa tôi hằng sống, và ngày tận thế tôi sẽ từ vui đấng sống lại. Và trong thân thế này tôi sẽ được chiêm ngưỡng đấng cứu Chúa tôi. Nhân dân cha bà con và thánh thần. Chúa ở cùng anh chị em. Cộng đoàn dân Chúa cùng với gia đình tang quyến, mọi người thân yêu hôm nay quy tụ trong ngôi nhà thờ này để chúng ta dâng lên Thiên Chúa thánh lễ tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì tất cả muôn vàn hồng ân Chúa ban cho cuộc đời chúng ta, và cũng có thể nói một cách đặc biệt là cho bà Trùm Teresa. Chúng ta dâng lễ này cũng với ý nguyện để tạ lỗi với Chúa vì những thiếu sót và lầm lỡ của chúng ta, cũng như tạ lỗi cho bà Trùm Teresa trong thân phận con người còn đó những yếu đuối lầm lỡ. Và cuối cùng chúng ta cũng dâng lễ này với tất cả niềm xót thương yêu mến để mà tạ từ. Chúng ta tạ từ bà Trùm Teresa bởi sau lễ này những người thân yêu trong gia đình, họ hàng, thân tộc, bà con lối xóm sẽ không còn thấy và nhìn gặp gỡ yêu mến bà Trùm Teresa nữa, cho đến khi tất cả mọi người chúng ta đoàn tụ trong nước Thiên Chúa. Với tất cả ý nguyện này, chúng ta dâng lễ cầu xin Chúa ban cho tất cả mọi người chúng ta hồn an xác mạnh để chúng ta tiếp tục sống làm chứng cho Chúa về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Cách đặc biệt cầu nguyện cho bà cụ Trùm Teresa được Chúa ban phần thưởng nước thiên đàng. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Thank you.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng thương xót kẻ tội lỗi và là hạnh phúc của các thánh trong tình nghĩa nhân loại. Hôm nay khi chúng con cử hành nghi thức an táng cho tôi tớ Chúa là bà trùm Teresa, chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa được dự phần ân phúc với các người Chúa chọn. Để khi đã được giải thoát khỏi những ràng buộc của sự chết, tôi tớ Chúa được đến trình diện trước tôn nhan Chúa trong ngày sống lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài chích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, Đức Kitô đã chết và đã sống lại là để thống trị người sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Thiên Chúa, bởi có lời chép Chúa phán: ta lấy sự sống ta mà thề rằng mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta và mọi miệng lưỡi sẽ phải xưng tụng Thiên Chúa. Như thế mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Qua tháng năm vội vàng, có tiếng
con hân hoan đi về với Ngài. Hôm qua đây còn nhiều tính toán, nhưng hôm nay bỏ lại thế gian, cho con đường về bên Chúa là nguồn vui. Chỉ có Chúa mới là niềm vui đích thực, chỉ có Chúa mới là tình yêu tuyệt đối, chỉ có Chúa mới là bình an. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Vào ngày ấy, trên núi này Chúa các đạo binh sẽ dọn cho tất cả các dân một bữa tiệc đầy thịt béo. Trên núi này Ngài sẽ cất chiếc khăn bao trùm muôn dân và bức màn phủ trên mọi người. Ngài sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và loại bỏ lối tủi nhục của dân Ngài khỏi toàn mặt đất, vì Chúa đã phán như vậy. Vào ngày ấy, người ta sẽ nói: đây Thiên Chúa chúng ta đã mong đợi Ngài để Ngài cứu độ chúng ta. Ngài là Chúa đứng chúng ta trông đợi, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Quê hương chúng ta trên trời, nơi đó chúng ta sẽ gặp đấng cứu Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, Thầy nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi thì chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Thầy hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu thì người phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Thầy, Cha sẽ tôn vinh người ấy. Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến và biết nói gì. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin hãy tôn vinh danh Cha. Lúc đó từ trời có tiếng phán rằng: ta đã tôn vinh danh ta, và ta còn tôn vinh danh ta nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Cha, xin hãy tôn vinh danh Cha. Quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha, và chúng ta có thể cảm nghiệm và thấy được rằng Chúa tôn vinh Chúa Cha không phải trong các phép lạ, hay trong cuộc biến hình, hay trong quyền uy cao cả, mà chính giây phút Chúa chịu chéo trên cây thập tự giá, chính cái lúc mà Chúa chết một cách nhục nhã, đau thương, tủi hờn, là lúc mà Chúa tôn vinh Thiên Chúa Cha. Đó là cái suy nghĩ
và là đường lối của Chúa hoàn toàn khác với con người. Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha trong cuộc thập tự, trong cái chết của Ngài, là bởi vì sức mạnh và tình yêu của Thiên Chúa Cha ở cùng Chúa Giêsu để mà Ngài có thể đón nhận cuộc thương khó và vượt qua được sự chết để đến vinh quang. Hay chúng ta có thể nói một cách khác, chỉ có khi Chúa Giêsu chết thì nhân loại con người mới được cứu, và chỉ khi Chúa Giêsu chết con người nhân loại mới được sống. Và đó chính là cái quyền năng mà Thiên Chúa Cha có thể làm được nơi Chúa Giêsu. Và qua cái chết của Chúa Giêsu, tất cả mọi nhân loại con người có thể nói một cách cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, và vinh quang của Thiên Chúa lúc đó mới được tỏa rạng. Quý bà anh chị em muốn trải qua được một cái kiếp nạn và trải qua được những khó khăn, Chúa Giêsu phải kết hợp với Chúa Cha từng ngày từng giờ. Và để nói như Chúa phán cùng các môn đệ, Ngài là hạt lúa mì được Chúa Cha gieo vào lòng đời, và hạt lúa mì đã mục nát, thối rữa và chết đi. Để từ hạt lúa mì chết, thối rữa, không phải tan đi theo cát bụi, nhưng từ đó một mầm sống bất diệt đã nảy sinh và trở thành một cây to bóng cả cho tất cả những ai tháp nhập vào sự sống, sự chết của Đức Kitô thì cũng được sống lại như Ngài. Chúa Giêsu là hạt lúa mì tinh tuyền và mẫu mực. Là như vậy, Ngài chịu trăm ngàn những khó khăn, cay đắng vất vả, và nghiền nát cho đến độ mà có thể trở thành tấm bánh để bẻ ra nuôi sống mọi người. Và chỉ qua cái chết của Chúa Giêsu, hạt lúa mì của Ngài mới được nghiền nát một cách thật là rõ nét và tan nát. Để rồi Chúa chịu chết, để rồi cuộc khổ hình thập tự, Chúa trở nên tấm bánh nuôi sống mọi người. Cuộc khổ hình thập tự, cái chết của Chúa Giêsu mở ra một chân trời mới, giải thoát tất cả những ai đang sống trong đau khổ, trong tội lỗi, đặc biệt là trong ốm đau bệnh tật, mà tất cả muôn loài nhân loại con người không thể lý giải được cái sự đau khổ từ đâu mà đến và giải thoát như thế nào. Cái chết của Chúa Giêsu, hạt lúa mì tinh tuyền được nghiền nát ra và chôn vùi trong lòng đất, đã mở ra tất cả mọi ý nghĩa khi mà Chúa Giêsu sống lại. Và sự sống lại của Chúa đem lại cho vinh quang Chúa Cha muôn ngàn đời. Muôn ngàn đời chúng con cảm tạ Chúa. Chúng ta trở lại hai điều. Thứ nhất, với lễ an táng của bà trùm Teresa, chúng ta có thể nói một cách nào đó, bà trùm Teresa cũng là một hạt lúa mì Thiên Chúa gieo vào lòng đời này. Dĩ nhiên trong một gia đình, trong một thế giới thu nhỏ, trong bổn phận làm con Chúa, làm con người, hạt lúa mì Teresa cũng phải đi vào một cái kiếp sống và trải qua cuộc đời cũng như Chúa Giêsu vậy, với những khó khăn, những đắng cay, những thăng trầm của cuộc sống. Nhưng mà những lúc như vậy là những lúc bị nghiền nát ra, bị thối rữa. Đặc biệt trong cái cơn đau bệnh tật cuối đời, đau đớn lắm. Có lẽ nhiều người trong dân làng Báo Đáp cũng đã từng chứng kiến, và thậm chí trong gia đình mình cũng đã từng có những người đi qua cuộc đời với cái cơn bạo bệnh này, thì sẽ hiểu được cái nỗi đau và sự dày vò thể xác. Nhưng mà chúng ta tin đi,
cũng như bà chùm Teresa, không phải như vậy là tan biến để rồi mất hút trong không gian, chịu trăm ngàn khó khăn đắng cay từ trong đời sống gia đình, làm vợ, làm mẹ, làm bà, làm con cái Chúa, với cơm áo gạo tiền đã là một. Đối diện với cơn bão bệnh, đó là những cái lúc mà bị nghiền nát ra, bị thối rữa ra và bị chết đi. Nhưng không phải là hết, mà là noi gương Chúa Giêsu tháp nhập vào hạt lúa mì Giêsu, bà cũng sẽ trở nên tấm bánh tinh tuyền ngon lành cho gia đình, cho chồng, cho các con thân yêu và cho mọi người. Nhất là những lúc mà nằm trên giường bệnh, những đau khổ đó để được thánh hóa lên thành của lễ hy sinh thật đẹp, như Chúa Giêsu đã từng thánh hiến cuộc khổ nạn của Ngài làm lễ vật cứu độ toàn thể nhân loại. Thì trong đau khổ, trong ốm đau bệnh tật, những của lễ đó bà Teresa dâng cho Chúa như của lễ đời cầu nguyện cho gia đình, cho các linh hồn. Quý ông bà anh chị em, cái ý nghĩa của đau khổ, con người ta cảm thấy ngột ngạt nặng nề, nhưng cái giá trị vinh quang của nó không có thể so sánh được. Trong đau khổ, người ta tưởng chừng là sự thất bại, như Chúa Giêsu thất bại, không. Mà chính lúc Chúa Giêsu chịu chết, chịu đau thương nhất, là lúc Chúa Cha được tôn vinh. Bà chùm Teresa, những lúc đắng cay khó khăn vất vả, những lúc ốm đau thể xác, chỉ có quyền năng và sức mạnh của Chúa mới nâng đỡ bà và mới giúp cho bà hoàn tất cuộc đời dương thế này trong sự trung thành với Chúa đến giây phút cuối cùng. Và như vậy, phải chăng đó là vinh quang của Chúa chiếu tỏa trên con người của bà? Thứ hai, chúng ta trở về với cuộc sống chúng ta cũng vậy. Làm con người với những thân phận yếu đuối, mỏng giòn, tội lỗi, là con người với kiếp sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền, là con người phải đối diện với cả ốm đau bệnh tật, những khó khăn nặng nề. Nhưng mà chúng ta tin đi, trong những lúc chúng ta khó khăn, trong những lúc mà chúng ta vất vả, trong những lúc mà chúng ta có thể đối diện với cả đau ốm bệnh tật, đó không phải là sự thất bại và đó cũng không phải là một sự thua cuộc. Nhưng nếu mà chúng ta biết thánh hóa và noi gương giống như Chúa Giêsu, thì tất cả những đau khổ vất vả, kể cả ốm đau bệnh tật đó trong cuộc đời chúng ta, nó lại là trở nên cái giờ phút vinh quang của Chúa. Bởi chính con người yếu đuối của chúng ta làm được những điều vô cùng vĩ đại mà chỉ có quyền năng Chúa và ân sủng của Ngài mới có thể đỡ nâng chúng ta được. Còn những người bình thường ỷ vào sức mình thì khó mà vượt qua được. Thế nhưng mà người Công giáo vẫn chu toàn bổn phận, vẫn vươn lên, vẫn tràn đầy sức sống trong những đau khổ và bão táp của cuộc đời, là bởi vì tất cả mọi người chúng ta hiểu rằng chúng ta đang làm vinh danh Chúa. Hay nói đúng hơn, chúng ta được mời gọi để mà kết hợp với Chúa Giêsu, đón nhận mọi khó khăn, mọi thương khó của cuộc đời này, để Thiên Chúa Cha qua đó được tôn vinh. Và chúng ta cũng làm chứng cho cuộc khổ nạn của Chúa và quyền năng của Thiên Chúa, đấng đã yêu thương, sáng tạo và cứu độ chúng ta. Nên tất cả mọi sự, không có gì là điều mà chúng ta không thể làm được bằng ơn của Chúa. Xin Chúa chúc phúc cho chúng ta. Xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho bà chùm Teresa, với những yếu đuối còn đó, thiếu sót tội lỗi, thì nhờ những hy sinh của người còn sống, của chúng ta, bà chùm Teresa được thanh tẩy mọi tội lỗi mà được ban phần thưởng nước thiên đàng. Mời anh chị em đứng, chúng ta dâng lời nguyện chung. Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu Kitô đã chết để tiêu diệt sự chết nơi chúng ta và đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới. Tin tưởng và hy vọng nơi Người, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin. Mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào thì cũng sẽ được sống lại trong Đức Kitô như vậy. Xin cho các tín hữu suốt đời đã trung thành theo bương Chúa, nay đã qua đời đường hướng niềm vui lương trời. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Xin cho những ai đang lìa xa Chúa cảm đường Chúa Thánh Thần thung dùng trong lòng, hoan cải trở về với Chúa, sống tốt lành để tìm đường bình an tại thế và hạnh phúc lương trời muôn đời. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Xin cho bà Teresa mà chúng ta cử hành thánh lễ an táng hôm nay, đường Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm và đưa vào hương hạnh phúc muôn đời với Chúa. Chúa là con Chúa Trời hằng sống. Xin cho gia đình tan quyên biên nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh, biên đặt tin tưởng và hy vọng lời Chúa mà tìm đường an ủi và sức mạnh đỡ lưng trong cơn thử thánh lầy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa đoái thương mà trong ngày an táng bà Teresa, chúng con dâng lên Chúa hy lễ đền tội này, để nếu tôi tới Chúa còn vết nhơ tội lỗi nào, hay tín hư nhân loại nào còn in vết, thì xin Chúa lấy lòng từ ái tẩy xóa thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em.
hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, nơi người niềm hy vọng sống lại bên phúc đã chiếu tỏa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lại Chúa đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất nên, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo bên thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Cha Phụ Ta Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa cầu bằng an cách đặc biệt cho bà trùm Teresa, người con của Chúa đã được Chúa gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa
thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thực người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoan thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Chúa, con biết thế và con muốn con chết đi.
con bước vào rốt thế để làm theo ý Cha đã trao khi dâng phụ hoàn. Là con đến để dâng hiến trọn thân xác để chết đi cho anh em mà không do Chúa nên con có gì mà giữ riêng mình. Tất cả do Chúa thương ban nên con chỉ là người quản lý thôi. Con sẽ là tôi đã tin chung khi mỗi ngày con biết chia sẻ. Con mai là đầy tớ bất trung khi ân huệ Ngài con giữ cho riêng mình. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, Ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà thôi. Có gì mà không do Chúa, không do chính lương từ bi của Ngài. Con thường quên lãng vô tâm, say mê tìm quyền lợi thế gian, quên công việc mà Chúa đã giao, lo đi tìm thu gom cho mình. Khi Chúa hỏi con biết tính sao, con sẽ là người vô phúc trên đời. Con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, Ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà thôi. Tất cả chỉ là vô nghĩa khi thân xác nằm chìm sâu trong mồ. Tất cả rồi cũng tiêu tan, duy chỉ còn một lòng mến thôi. Dẫu con chịu thiêu đốt nan tan, đem gia tài chia hết cho người, nhưng không lòng bạc ái mến yêu, bao nhiêu việc lành vô nghĩa trên đời. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, Ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà thôi. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, Ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà thôi. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa, con Chúa đã để lại cho chúng con của ăn đằng trong bí tích thánh thể.
Xin đoái thương cho người chị em chúng con là bà trùm Teresa, nhờ cụ ăn này được đạt tới chính bàn tiệc muôn đời của Đức Kitô. Người hằng sống và hiền trị muôn đời. Anh chị em thân mến, trong khi thi hành nhiệm vụ hỏa táng thi hài này cách xứng hợp theo tập tục các tín hữu, chúng ta tin tưởng khẩn khoản cầu xin Thiên Chúa là đấng mà mọi vật phải trung thành sống cho Ngài. Cho thi hài người chị em chúng ta là bà trùm Teresa cần được hỏa táng vì xác thịt yếu hèn sẽ được Chúa cho sống lại với quyền năng và phẩm hàm chư thánh. Và xin cho linh hồn Teresa được Chúa cho về hợp đoàn cùng các thánh và những người trung thành với Chúa. Nguyện xin Chúa xót thương khi xét xử, để khi đã được cứu chuộc khỏi sự chết, được giải thoát khỏi tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được vì mục tử nhân lành bác trên vai, bà trùm Teresa đáng được hưởng niềm vui muôn đời và chung phần hạnh phúc với các thánh trong đoàn hầu cận bên vua muôn đời. Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn bà trùm Teresa trong tay Cha với niềm hy vọng chắc chắn bà sẽ được sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Vậy lạy Chúa xin thương xót lắng nghe lời chúng con cầu khẩn mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô, và như vậy chúng con sẽ được cùng với bà trùm Teresa sống bên Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa xin cho linh hồn Teresa được nghỉ yên muôn đời. Kính thưa Cha Giuse Chủ tế, kính thưa quý ông, bà,
Cộng đoàn Giáo xứ Bình Thuận, quý bà con đồng hương báo đáp, quý thân bằng quyến thuộc nội ngoại, bạn hữu gần xa. Mẹ con là bà Teresa Nguyễn Thị Xuyến, được Chúa gọi về an nghỉ trong Chúa. Nhưng sự ra đi của bà Teresa đã để lại cho Tăng Quyến, Tăng gia chúng con một sự mất mát lớn lao và niềm tiếc thương vô hạn. Tăng gia chúng con đón nhận được biết bao tình thương của Chúa được thể hiện qua cha chánh xứ, cha đặc trách giáo khu Phaolô, cha chủ tế thánh lễ. Cũng như những ngày tăng lễ của bà Teresa, Tăng gia Tăng Quyến chúng con còn đón nhận được biết bao tình thương của quý chức, quý ban, quý hội đoàn của Giáo xứ Bình Thuận, quý cha, quý thầy tu đoàn bác ái Chúa Kitô, tôi tớ, giáo phận Phan Thiết, quý thầy hội thánh Phaolô Sài Gòn, ban đại diện bà con đồng hương báo đáp, quý bản giáp thánh Gioan, quý nhóm bảo vệ sự sống lòng Chúa thương xót, quý bà con nối xóm, quý gia đình thông gia bạn hữu gần xa, ca đoàn hát lễ, quý thân bằng quyến thuộc nội ngoại đã đến thăm hỏi, chia buồn, an ủi Tăng gia Tăng Quyến chúng con. Đặc biệt là quý vị dâng lời kinh tiếng hát cầu nguyện cho bà Teresa. Xin Chúa sớm cho linh hồn Teresa hưởng nhan thánh Chúa. Và giờ đây, quý vị lại dành thời gian cùng về thánh đường, hiệp dâng thánh lễ an táng và tiến đưa linh cữu bà Teresa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tăng gia Tăng Quyến chúng con hết lòng cảm tạ tri ân những tình yêu thương quý mến mà quý cha, quý thành đoàn, quý vị, quý ông bà đã dành cho chúng con. Trong lúc tăng gia bối rối, có nhiều điều thiếu sót, xin được lượng tình tha thứ. Tăng gia chúng con đồng bái tạ. Lạy Chúa xin xót thương người sinh thành ra con.